ông Nguyễn Phú Trọng là thì họp đảng thì ông nói chuyện trời trăng mây nước không, nhưng mà sự thật thì khác. Đồng bào của chúng ta theo những người ký tên trong cái bản gọi là yêu cầu công khai hóa tài sản của đảng viên và của Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, thì chúng tôi thấy có ông Nguyễn Trọng Dĩnh là nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam cho biết dưới cái con mắt của tôi là của Nguyễn Trọng Vĩnh ạ. ông Nguyễn Trọng Dĩnh ấy, thì các ông tổng bí thư này chẳng đáng là cái gì hết. Ông này ông nói hết sức bình dân, ông ấy chẳng tích cực chống tham nhũng, đây là bề ngoài thôi. Còn người ta mà đi sâu vào thì người ta cũng thấy ông ấy có nhà, có cửa, chỗ nọ, chỗ kia đấy. Tôi không phải là thám tử. Tôi mà là thám tử thì tôi cũng moi cái chống tham nhũng của ông Trọng ra thôi. Vì tôi chẳng tin ông Nguyễn Phú Trọng đâu. Và tôi cũng không tin là ông ấy thanh liêm đâu. Còn luật sư Lê Công Định là một người luật sư rất giỏi, thưa quý vị, đã từng tu nghiệp ở bên Hoa Kỳ. Ông luật sư Lê Công Định là một cái người bất đồng chánh kiến, bị Cộng sản từng bắt giam cầm, không có ký tên, bởi vì cái thơ này là đa số những người đảng viên. Nhưng mà ông có ý kiến, ông viết như thế này. Ông nói trên đài VOA ngày 7 tháng 5, trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không thấy ký tên vào thư ngỏ, viết kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm nhưng thực ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến thành những người sống lâu nhất hành tinh và hàng nghìn tuổi. Câu thứ hết sức là dí dòm phải không anh? Bởi vì lương là ít mà bây giờ tài sản là quá trời nhiều rồi. Họ giàu đến thưa quý vị là họ cất cái nhà, họ gọi là biệt điện hay là biệt phủ. Còn họ cất cái nhà để thờ từ đường ở Cà Mau thôi đó. Mà cả một một dân của một ấp vô còn dư chỗ nữa. Thì anh thấy họ giàu đến mức cỡ nào. Bởi vậy, sẵn dịp đây mình cũng nhớ, mình thương anh em Việt Nam Cộng Hòa. Tướng tá, thưa với quý vị, bộ trưởng, nghị sĩ, dân biểu. Sau khi thất bại, không có ông nào di tản qua bên Mỹ mà mua nổi hai cái nhà. Tổng thống Thiệu cũng chỉ có thể mua nổi một cái condo mà ở thôi. Còn mấy ông này bây giờ đó, sau 43 năm trở thành, có thể nói, giàu nứt đố đổ vách. Bà con trong nước gọi họ là những người tiêu tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Đó là những cái điều mà anh em chúng tôi ghi ra được để cho bà con thấy cái chuyện mà giả đạo đức của ông Tổng Trọng dùng cái hình thức gọi là bài trừ tham nhũng, nhưng mà cá nhân ổng không có bài trừ, ổng không có khai tài sản làm sao biết mà bao nhiêu mà bài trừ đó, thưa anh Biên. Vâng. Còn dân chúng Việt Nam thì nói theo kiểu bình dân, cộng sản là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng. Đảng bài trừ tham nhũng còn ai đâu mà sai. Cộng sản họ chỉ dùng bài trừ tham nhũng để tranh quyền cố vị phe đảng mà thôi. Tham nhũng đã ăn vào máu, vào tim óc của người cộng sản lớn nhỏ rồi. Quyền hành mà không có giám sát, ngăn chặn sẽ là hủ hóa. Chế độ Cộng sản Việt Nam là độc tài đảng trị toàn diện trong chế độ Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Tham nhũng là một quốc nạn hết thuốc chữa, vì độc tài Cộng sản là độc tài cả một giai cấp, độc tài đảng trị toàn diện giành lấy cả quyền tư hữu của người dân, nghiệt ngã hơn độc tài vương quyền nhiều. Nên tham nhũng trong chế độ Cộng sản là hết nói nổi. Đảng viên Cộng sản lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Tham nhũng thành bệnh trầm kha, kinh niên hết thuốc chữa, vì Đảng Cộng sản toàn quyền không ai kiểm soát, ngăn cản nên trở thành cha sinh mẹ đẻ của tham nhũng. Cộng sản dùng việc trị tham nhũng để triệt hạ phe nhóm, chứ không phải để bài trừ làm sạch chính quyền.
ích nước lợi dân, vì bài trừ hết tham nhũng thì đảng còn đâu còn ai ra làm việc để mà xài, vì chống tham nhũng cũng như chống đảng. Đảng là cha sinh mẹ đẻ của tham nhũng, mà chống tham nhũng là cũng như chống đảng rồi. Tôi nhớ cách đây vào năm 2014, tôi có đọc được một cái bài báo của báo Đời Sống và Pháp Luật ở trong nước, đã đọc được ở trên trang mạng, có đăng lời tuyên bố của ông Chu Văn Dẻ, là cựu thẩm phán tòa tối cao Việt Nam Cộng sản. Việt Nam Cộng sản không có tối cao pháp viện cái gì của nên cái tòa tối cao là cái tòa cao nhất cũng như là tối cao pháp viện. Tới phúc thẩm đó là hết ý rồi đó. Ông Chu Văn Dẻ này là ông thẩm phán. Nếu mà ở bên Mỹ á, cái chức ổng người ta kêu là justice, nghĩa là lấy cái chữ công lý luôn, là lấy làm cái chức cho ổng, chứ không coi là ông thẩm phán hay là gì. Cựu thẩm phán tòa tối cao Việt Nam Cộng sản tuyên bố tại hội nghị thảo luận về công tác chống tội phạm 6 tháng đầu năm của 2014 được tổ chức tại Hà Nội, ổng nói như thế này: cứ nhìn vào các lực lượng thanh tra, kiểm tra thì thấy ngay bộ mặt tham nhũng, và chỉ cần gõ cửa là được nhả phong bì. Sướng quá, gõ cửa là có tiền. Ông nói nhân viên ngành tư pháp Việt Nam bị mua chuộc bằng tiền bạc, hiện vật có giá trị và kể cả bằng tình cảm không phải là hiện tượng mới lạ, mà đã trở thành đại họa trong công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay. Ông Chu Văn Dẻ kể về một nhân viên cấp thấp của một tòa án hưởng lương 3 cọc 3 đồng nhưng lại có xe riêng, xe hơi riêng để đi. Theo ông Dẻ, đây là một ví dụ điển hình cho thấy viên chức chánh quyền Việt Nam Cộng sản không tham nhũng thì lấy đâu ra tiền mà mua xe hơi để đi. Ông nói hết sức là logic. Thưa anh, ông Chu Văn Dẻ thì ông khẳng định rằng những người được gọi là nhân viên làm việc, làm công việc cầm cân nảy mực ở Việt Nam có rất nhiều cơ hội để tham nhũng. Ông nói, người có chức vụ trong bộ máy công quyền nói chung chứ không riêng gì ngành tòa án thường tự tung tự tác. Họ muốn thêm vào hoặc bỏ bớt đi tình tiết nào đó trong vụ án là quyền của họ. Khi họ đã bị mua chuộc thì mọi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ đều bị thay đổi hết. Ông Chu Văn Vẻ còn tố cáo các lực lượng cán bộ thanh tra và kiểm tra muốn có phong bì thì chỉ cần đi gõ cửa từng nhà là có ngay. Phải nhà giàu chứ nhà nghèo tiền đâu được. Đó là phía tòa án. Thời thực dân Pháp chúng tôi cũng còn nhớ, họ nói nén bạc đâm toạc tờ giấy, tiền vào thì công lý đi ra. Thời đó là thời của thực dân Pháp, thì bây giờ lại càng dễ hơn nữa, chỉ gõ cửa thôi thì nhả ra phong bì, nên họ có thể sửa bản án. Luật sư ở trong nước đa số là không phải là giỏi để cãi đâu, bởi vì đâu có được cãi nhiều, mà giỏi chạy án. Người ta mướn những ông luật sư giỏi chạy án, thưa với quý vị, chứ chạy án là gì? Móc nối, móc ngoặc với thẩm phán. Đó. Chuyện lớn, tội lớn thành tội nhẹ, hoặc là miễn tội, hay là công xử kéo dài ngâm tôm vụ kiện. Đó là những cái kỹ thuật mà phía tư pháp thường dùng để ăn hối lộ. Ông tổ của Cộng sản là Hồ Chí Minh gọi cán bộ đảng viên là đầy tớ của nhân dân. Nhưng hiện tại, những đầy tớ này vào nứt đố đổ vách. Họ dư tiền xây biệt phủ, biệt điện, nhà thờ từ đường cả làng vào còn có chỗ. Cán bộ đảng viên Cộng sản, thưa quý vị, khắp ba miền của đất nước, từ thành thị đến thôn quê, lớn hay nhỏ đều tham nhũng. Tham nhũng bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì. Ở trong nước bây giờ có cái nạn tham nhũng mà dựa vào luật pháp của Cộng sản mà tham nhũng. Đó là cái chuyện quy hoạch đất đai. Bởi vì trong chế độ Cộng sản, dân không có quyền sở hữu đất đai, mà chỉ có quyền sử dụng đất đai thôi.
Nên cái quyền sử dụng đó cho có 20 năm. Mà nhà nước có quyền gì? Thí dụ muốn thấy cái khu đất đó tốt, thí dụ như chuyện đương xảy ra tại nhà thờ Thủ Thiêm ở tại quận 12 à, thì ra cái lệnh gọi là đưa ra cái quyết định là quy hoạch thì đuổi dân đi. Thí dụ cái nhà hay là miếng đất người ta chỗ đó đáng 10 triệu thì trả nhiều lắm là 10% tới 15%, tức triệu, triệu ngoài. Thưa với quý vị, không có đủ tiền dọn nhà nữa chứ đừng nói đi để mua miếng đất khác hay là mướn cái nhà để ở. Trả vậy, nhưng mà sau một thời gian họ không có làm gì, hay là họ bán, họ giao cho mấy cái đại gia ăn theo cộng sản. Thưa quý vị, cất lên những cái chung cư, những cái cơ sở thương mại, những cái siêu thị. Cái giá đất khi mà cộng sản bán cho hay là cho mướn đó 40 lần mắc hơn, nhiều hơn cái giá mà trả cho dân. Cái chuyện này không phải xảy ra ở Sài Gòn không, mà xảy ra ở Hà Nội và xảy ra ở Thượng Hải, xảy ra ở Bắc Kinh của Trung Cộng và của Việt Nam. Đó là cái tình hình chúng tôi ghi nhận được. Nên những người mà ông Hồ Chí Minh gọi cán bộ đảng viên là đầy tớ của nhân dân đó, bây giờ biến nhân dân thành đầy tớ, thành dân quan. Cái chữ chơi chữ. Ở Trung Cộng một chế độ, cộng sản đang độc quyền đảng trị toàn diện trên một nước lớn hạng nhì về diện tích và hạng nhất về dân số toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình từ khi lên ngôi cũng dùng cái sách lược tham nhũng để diệt đối thủ, củng cố quyền hành vào tay mình. Ông tuyên bố diệt từ con hổ đến con ruồi tham nhũng. Tính ra chưa đầy một năm rưỡi lên ngôi, ông Tập Cận Bình hạ trên 10.000 đảng viên, cán bộ, công nhân viên, tiêu biểu là bí thư thành ủy Trùng Khánh, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, đảng ông Bạc Hy Lai. Ông Bạc này cũng là một hoàng tử đỏ như ông Tập Cận Bình, người có tham vọng trở thành nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản Nhà nước Trung Quốc. Nhưng mà bị ông Tập Cận Bình thắng, nên ông Tập Cận Bình diệt trừ ông Bạc Hy Lai hậu hoạn. Mà diệt trừ độc lắm quý vị, diệt luôn người vợ cũng bắt giam tử tới chết, không cho cho tử hình mà tới chết. Đứa con trai cũng vậy, từ bên Anh về thì cũng bị kêu bằng quản chế. Cái người thứ hai nữa chúng tôi ghi nhận được là ông Chu Vĩnh Khang, là một trong 9 người của Bộ Chính trị của Trung Quốc, có quyền lớn lực nhất của Đảng Nhà nước Trung Cộng. Ông Chu là người từng nắm bộ máy an ninh nội chính toàn quốc của Trung Quốc. Thượng tướng Từ Tài Hậu là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Võ Trường là Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân. Tất cả đều bị ông Tập Cận Bình triệt hạ về cái tội gọi là tham nhũng. Thưa anh. Vâng. Về cái vấn đề tham nhũng thì đúng là một cái bệnh gọi là không thể trị được nữa. Hết thuốc chữa. Thành thử ra bây giờ đó, bất cứ vào một cơ quan nào thì cũng phải có phong bì. Nếu không có phong bì, nhưng vào nhà thương vào chỗ đó, nếu vào nhà thương không có phong bì thì cứ nằm ngoài hành lang. Mà vào tất cả những cái nơi mà công sở của công an không có thì việc chẳng bao giờ đến cả. Vì vậy người ta nói là đó là cái văn hóa phong bì. Mà nếu cả nước đã có một cái câu là phong lan, phong chức, phong bì. Trong ba phong ấy, phong gì thích hơn? Thì là phong chắc lan là thích cái phong bì hơn, phải không? Phong lan thì ngắm mãi cũng buồn. Phong chức thì phải cúi luồn vào ra. Chỉ còn cái phong thứ ba, phải không? Mở ra thêm phức cả nhà đều vui. Đó. Cái này anh lấy thơ trong nước hả? Vâng, cái này ở trong nước vì nó trở thành một cái đương nhiên rồi. Hình thứ đã trở thành thơ rồi cho đêm đó là. Vì vậy còn ở Việt Nam Cộng sản, giao việc bài trừ tham nhũng cho chính phủ, đặc biệt là Ban Thanh tra Trung ương. Sau đó Tổng Bí thư và Thủ tướng đấu đá nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng đoàn chống tham nhũng để triệt hạ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Trọng mở một đại hội Trung ương Đảng xé khô tham nhũng của Tổng thống
của Thủ tướng Dũng. Nhưng đa số trung ương ủy viên kiêm nhiệm chức vụ bên nhà nước đã nhận ân sủng quyền lợi nổi chìm của nhà nước mà Tổng thống Dũng, Thủ tướng Dũng dành cho rất nhiều, nên Tổng Trọng mếu máo báo cáo với đại hội sau khi biểu quyết là đại hội không nhất trí kỷ luật Bộ Chính trị, trong đó có đồng chí X mà ai cũng biết là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Phú Trọng cọp dê bắt chước cách làm của quan thầy Trung Cộng là ông Tập Cận Bình. Nếu ông Tập Cận Bình dùng chính sách mà gọi là diệt đã hổ diệt ruồi tham nhũng thì ông này đó, ông nói gọi là đốt lò tham nhũng. Khi mà lò cháy rồi đó thưa quý vị, ông nói củi khô cõi ướt thì cũng cháy tắt. Đó, thì ông đương làm. Và thưa quý vị, có lẽ cái đại hội Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, hội nghị Trung ương thứ 7 này, thưa quý vị, có nhiều cái còn gây go hơn nữa. Bởi vì phải diệt nhau. Như chúng ta biết, cái tương quan giữa phe phái của trong Đảng Cộng sản đó, thì không có giải quyết bằng compromise, giải quyết cái mâu thuẫn bằng thỏa hiệp. Vì chữ thỏa hiệp không có trong từ điển của cái sách lược của Cộng sản, mà họ giải quyết bằng cách thịt nhau, giết nhau bằng cách ám sát, hay là giết nhau bằng cách ám sát, diệt cái sinh mạng chính trị của một người đảng viên. Nên ông Trọng đương thừa thắng xông lên, đang dùng chiến dịch đốt lò tham nhũng để triệt hạ phe đối thủ, để nắm trọn quyền đảng về nhà nước, như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc gọi là nhất thể hóa. Ở bên Trung Quốc, ông Tập Cận Bình bắt đầu ổng được là cử chủ tịch đảng, rồi kim chủ tịch nước, kim quân ủy trung ương, bây giờ ổng thêm cái chức nữa, tự phong là tổng chỉ huy của quân đội. Bây giờ cái đó ở bên Trung Cộng họ gọi là nhất thể hóa. Ông Tập Cận Bình bây giờ coi như là hoàng đế Trung Hoa thời xưa, nghĩa là toàn quyền, lực pháp là ổng. Và kế đó thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn làm như vậy, ổng cũng muốn nhất thể hóa chủ tịch nước, chủ tịch công an. Ổng bây giờ hiện giờ đó đã là một cái thành viên rất quan trọng của Bộ Công an rồi. Bây giờ ổng muốn nhất thể hóa qua cái chiến dịch đốt lò, cọp dê, dùng cái chữ bình dân gì, cọp dê theo cái kiểu mà bài trừ tham nhũng để mà triệt hạ cái phe đối thủ. Đó là những điều chúng tôi thấy tương đồng giữa Trung Cộng và Việt Cộng. Nên cái đại hội đảng này, thưa quý vị, sẽ có nhiều cái biến động và chúng ta cần theo dõi. Bởi vì, thưa như chúng ta biết, Cộng sản không có chết vì những cái cuộc chiến tranh ở ngoài đó. Quý vị thấy Đông Âu cũng vậy, mà Cộng sản chết do cái nội bộ đấu đá với nhau. Thí dụ ở Đông Âu, thí dụ như ở Liên Xô là cũng do đấu đá với nhau, chứ người ta không thấy một cái GI của Mỹ nào xuất hiện ở tại Liên Xô hay là tại Cộng sản Đông Âu. Xin cảm ơn quý vị.